chịu trách nhiệm được với những gì chị làm, mà chị ý thức cái gì đúng cái gì sai, mà chị hiểu được là những cái vừa đi qua là do vấn đề về tinh thần tâm lý của mình, nó làm mình như vậy, nên mình không thể nào đổ lỗi cho số phận là tại vì sao như vậy mà cuộc đời tôi lại như vậy. Em đổ lỗi em đâu được gì đâu bé, sai gì vậy nữa, tôi đã làm gì sai đâu trời, cảnh báo nữa, ngồi nói chuyện tôi cũng bị, tôi đã làm gì sai với bạn mà bạn cảnh báo tôi hoài vậy cho tôi biết được không, tôi làm gì sai mà bạn cảnh báo tôi hoài vậy. Nói như tôi chia sẻ mỗi thứ là gọi là tôi nói những điều có ích cho xã hội mà. Cái này tôi gửi phản hồi nha. Tôi gửi phản hồi. Tại vì tôi nói đúng, đâu phải cái gì mấy bạn cũng cảnh báo tôi được, đúng không? Tôi đang nói đúng, tôi đang nói những cái điều mà những bạn giống tôi, người ta có thể tốt lên, đúng không bạn? Nên là bạn phải check lại cái nội dung ngày hôm nay tôi nói nha. Nha. Gửi rồi nha, sao cho thêm quá trời vậy? Trời ơi, tôi mà biết bạn quan hỷ gì tôi lấy ít lại, tôi lấy đồ nghe ít lại. Đâu phải ai cũng quan hỷ được như bạn đâu bạn Chi. Có nhiều bạn kiếm tôi nhức đầu lắm. Tôi mà biết bạn Chi dễ thương vậy ha. Đôi khi tôi lấy bớt miếng đồ nêm, tôi nêm cho mấy má kia, cho mấy má kia bớt bớt lại. Nhiều má dễ là lạnh lưng mà muốn chấp. Tại vì trái tim bạn đầy sự yêu thương, nên khi bạn nhận được đồ của tôi xong bạn thấy được nhiều, bạn vui, bạn hạnh phúc và bạn chia sẻ cái hạnh phúc đó. Nhưng đâu phải ai cũng vậy đâu. Cũng có bạn biết bạn đáp, có bạn những cái vui của bạn. Khó chịu quá, biết vậy không ủng hộ nhỏ này. Ủng hộ nhỏ này giọt nước vô người bao nhiêu bực tức. Nên là nói vậy lắm mọi người. Hàng xóm. Trong thời gian chờ đợi để tôi làm thông tin, tôi mới mua cái máy in xịn lắm bà, có mấy trăm, gần 1 triệu thôi mà xịn ấy, xịn lắm. Là mấy bạn sẽ nhận được hàng mỗi ngày, nó sẽ tốt lên một chút một chút. Cuộc đời này ai cũng có gọi là khuyết điểm mà, đâu ai hoàn hảo đâu mấy bạn, nên mình đừng yêu cầu mọi thứ nó phải hoàn hảo với mình. Cái gì đến thì mình đón nhận, cái gì đi thì mình cho qua, vui thì mình cười, buồn thì mình khóc. Ví dụ vui thì mình không nói gì, buồn khóc xong rồi vẫn không giải quyết được nó, buồn thì mình đi ngủ xong rồi tự nhiên mọi thứ nó sẽ thay đổi, những cái suy nghĩ tiêu cực nó cũng tan biến. Chứ bây giờ mình cũng đã ổn đâu, nhiều khi mình cũng có những lần mình bị tiêu cực xong mình cứ đi ngủ, ngủ xong là dậy nó đỡ rồi, tự nhiên ngủ xong là dậy nó hồi sinh là nó đỡ tiêu cực lại liền. Rồi, trong thời gian chờ đợi tôi làm cái này cho nó xong đi, để cho nó xong luôn.